Chiều ngày 19 tháng 9, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã tổng kết và trao giải hội thi trực tuyến tìm hiểu tổ chức Công đoàn Việt Nam và cuộc đời sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng năm 2022. Diễn ra từ ngày 28 tháng 7 đến 20 tháng 8, hội thi trực tuyến tìm hiểu tổ chức Công đoàn Việt Nam và cuộc đời sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng năm 2022 thu hút 57.526 thí sinh đăng ký tham gia với 129.367 bài dự thi. Nội dung thi xoay quanh lịch sử phong trào công nhân Việt Nam và tổ chức Công đoàn Việt Nam, thân thế cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ban tổ chức đã trao 4 giải nhất của 4 đợt thi cho các thí sinh Nguyễn Thị Bích Ngọc, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Kỹ thuật quận Bình Thạnh, Nguyễn Đình Quang, Nguyễn Khánh Hưng và Trương Thị Thúy đều thuộc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên quận Bình Tân. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao 8 giải nhì, 12 giải ba, 40 giải khuyến khích. Tôi tham gia ra đầy đủ 4 đợt, nhận 2 giải khuyến khích. Qua cuộc thi này thì tôi thấy là tôi có nhiều thêm kiến thức để có thể truyền dạy cho các em học sinh của mình. Bên cạnh đó cũng có thể là vận động, tuyên truyền thêm cho phụ huynh và các anh chị đồng nghiệp. Ban tổ chức còn trao giải cho 3 tập thể đã vận động được nhiều đoàn viên và người lao động tham gia hội thi là Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức và Liên đoàn Lao động quận 3. Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức cũng đã tổ chức xây dựng cái kế hoạch triển khai đến ban chấp hành công đoàn cơ sở và đoàn viên cũng như người lao động. Ngoài ra thì Liên đoàn Lao động cũng có hướng dẫn động viên đoàn viên công đoàn, người lao động tích cực tham gia theo từng cái đợt, trên 10.000 đoàn viên tham gia qua 4 đợt. Và kết quả cao nhất thì Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức mình cũng đạt giải 3 và những giải nhì, giải khuyến khích.